Dạ vâng, Nguyễn Đại xin chào quý vị và các bạn đã trở lại bản tin COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sáng ngày 4 tháng 9. Lời nói đầu tiên, Nguyễn Đại xin chúc quý vị và các bạn có ngày thứ bảy cuối tuần vui, khỏe, an lành và hạnh phúc. Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, theo tinh thần quyết định số 1248 ngày 24 tháng 8, thì ngày 5 tháng 9 là ngày hết hiệu lực của quyết định về việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Song Nguyễn Đại nghĩ rằng với tình hình dịch như hiện nay, sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm ít nhất 10 ngày nữa quý vị và các bạn ạ. Và chắc chắn Nguyễn Đại tin rằng trong mỗi người chúng ta phải cố gắng lên thực hiện đúng và nghiêm chỉnh chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để dần dần dập dịch và đi vào ổn định, để trả lại sự tự do như trước đây cho nhân dân, cho đất nước. Dạ vâng, quý vị nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. Dạ vâng, trở lại bản tin COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sáng ngày 4 tháng 9. Theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền, thì từ 18 giờ ngày 3 tháng 9 đến 6 giờ ngày 4 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 36 ca mắc mới, như vậy là giảm 7 ca so với ngày hôm qua. Trong 36 ca mắc mới có 16 ca trong cơ sở cách ly y tế tập trung, 17 ca trong khu vực phong tỏa và 3 ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc, đều ngụ tại thành phố Cao Lãnh. Địa chỉ cụ thể của 3 ca trong cộng đồng, trong đó 2 ca ở khóm Mỹ Trung thuộc phường Mỹ Phú và 1 ca ở ấp 1 thuộc xã Mỹ Trà. Dạ vâng, với 36 ca mắc mới như vậy, tổng cộng dồn từ trước đến nay toàn tỉnh Đồng Tháp có 7.310 ca mắc COVID-19. Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trước tình hình dịch còn diễn biến khá phức tạp thì ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tờ khai y tế. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, nguồn Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp. Dạ vâng, quý vị nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. Nguyễn Đại trân trọng chào thân ái.